Ê, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay gia đình mình đi hái cà phê các bạn ạ. Hôm nay là ngày chủ nhật. Đưa Tobi đi hái cà phê. Mọi người hãy xem hôm nay nhà mình hái từ sáng đến tận tối xem mang đi bán được bao nhiêu tiền nha mọi người nhá. Hôm nay có khi khả năng anh em mình hai bố con mình kiếm tiền triệu đấy mọi người ạ. Con chào mọi người. Con đang hái cà phê. Ơi cà phê đang chín lắm rồi đây mọi người ạ. Đây này. Hôm nay cũng là chủ nhật nên là các chú ấy các bạn ạ cũng đi hái cà phê, đưa thì chú Dũng cũng đưa trẻ con đi hái, Thơm cũng thế, nên là bận lắm, chả gọi các chú ra để tham gia làm video cùng nữa. Khó lắm anh em ạ, bởi vì cà phê thì chỉ có mấy ngày, như mình hay nói nhá, mình hay nói nhiều ấy, nên là nếu mà mình không hái nó rụng hết là mất tiền đấy anh em ạ. Mình phải ưu tiên hái cà phê trước nhá. Hôm nay thì anh em mọi người theo dõi tạm nhá, hôm nay có mỗi mình thôi, với gia đình mình, với một hai cháu nữa nên hái cà phê. Đi hái đi con. Vi ăn gì ấy? Ăn sô cô la. Cô Thủy các bạn ạ, Thủy đang hái cùng. Hôm nay là nhà mình sẽ chế biến làm món nướng nha mọi người nhá. Làm món nướng kiểu mình ăn ở quán này, nhưng mà đồ thì có thịt lợn ba chỉ này, với lòng các thứ. Với mình ướp thì mình sẽ ướp theo kiểu trên anh em mình thôi. Đây anh em ở Tây Nguyên làm cà phê ấy, cứ bảo anh em mình phủ bạt, nhưng mà với địa hình đồi núi thế này anh em ạ, nếu mà anh em mình phủ bạt với cà phê anh em mình không được hái quả xanh này này. Tính ra phủ bạt nếu mà đối với cả cà phê của anh em mình khả năng là nó chậm hơn đấy này. Anh em mình có cái ép như thế này, em mình để ở dưới này hái nó cũng nhanh mà mọi người. Nếu mà mình làm cái đấy mình sợ có mất thêm thời gian phủ bạt nữa, với dốc nữa ấy. Còn có thời gian. Nếu mà mình tuốt một phát cả quả xanh quả chín các thứ thì chắc là khả năng là phủ bạt nhanh hơn thật. Ô, đổ vào trong búa ra. Không cần đổ đâu. Tụi mình hôm nay phải kiếm được một ép kia nhá, mới đủ tiền ăn đấy nhá. Đây, mọi người đang chở cà phê về rất là nhiều rồi nhé bạn. Hôm nay không biết là mình sẽ được nhiều không đây. Mình ở chủ yếu ở bên hậu cần nha anh em ạ. Này mọi mình thấy có một anh comment ở trên video của mình ấy, hỏi là cái vị cà phê của nó, quả của nó mà nước của nó là như thế này, là vị như thế nào. Đây là như thế này này mọi người này, này. Vị rất là ngọt mọi người ạ. Nấu cơm ăn đấy mọi người nhá. Ô,
hôm nay em Lâm hái hết cà phê ở nhà nhá. Hái cà phê giúp anh em ạ. Hái cà phê giúp nhá. Hôm nay có các em đấy chục bao. Kiếm cho chú chục triệu luôn. Than anh em ạ. Cắt cơn em than. Khả năng là mình cứ cho nhiều lên. Tí nữa còn đổi than. Cái này phải có cái quạt ở dưới này này nó mới chuẩn này này. Hôm nay cơm đã. Cơm của mọi người. Lòng đây anh em nhá. Ấy. Mình sẽ phải nướng chín trước một ít để mọi người vào ăn nhé. Thì đang nhâm nhi cái mình nướng chín xong rồi lại đợi ở trong đấy đấy mọi người nhé. Đợi ở trong này. Em đi à? Ok được rồi. Ôi ôi. Anh em ạ, tí nữa mình sẽ gọi thêm cả Linh lên ăn cùng nhá. Đang gọi Linh với chị Hà là đang hái cà phê ở đồi bên này. Còn bác Khánh thì tí nữa là phải chờ cà phê nên chắc là không được tham gia rồi. À, chú Dũng thế hôm nay thì chú Dũng với chú Vĩnh này với em Thơm là bận hết. Cà phê này ở trên anh em mình bận lắm anh em ạ. Anh em có mà gọi đi uống rượu cũng chả được đi. Ai xa, cho ít nấm vào luôn nhỉ. À đây, nấm của mình với vẽ thì chắc mình tí rồi thì cho vào luôn. Để cho nó cháy dần anh em ạ. Rồi, mình đã nướng được bằng này rồi anh em ạ. Tại vì mình ướp gia vị của anh em mình thôi chứ không ướp kiểu nó vàng vàng như ở quán ấy. Nên thì nó không được đẹp mấy nhỉ. Cái đấy là ngọt anh em ạ. Mình thì ăn ngon đấy, cái đấy mình cũng thích ăn đấy nhưng mà để sợ các chị với các em không ăn được. Như mẹ mình ấy mà có một lần mình cũng mời mẹ mình đi ăn lẩu nướng anh em ạ. Với cả bà ngoại Tubi lên xong ăn ngọt quá không ăn được nên là về vẫn phải ăn cơm. Đây đây đây, đi gà, súp mì tôm gà. Ăn đi. Rồi chuẩn bị ăn cơm cho mọi người nhá. Hôm nay
gọi cả Linh với chị Hà với mọi người sang ăn cơm cùng cho nó vui các bạn ạ. Ăn cơm lượng với nhau. Rất là ngon. Bát. Thôi hôm nay không có rượu nhờ. Phát cả phát xuống qua đi. Ôi mời tất cả mọi người ăn cơm với đại gia đình mình nhá. Mời các chị với em ăn cơm nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Chiến em nó. Chiến của ba. Nó quá ngon. Mời 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 mọi người nhá. Mời nhá. Đấy, mời mọi người nhá. Chú Vi bàn chiến của chú Vi rất nhờ. Bàn chiến của chú Vi á. Anh em đi. Cho anh ăn ít cơm lanh hay nào. Lăng đi. Ui dồi ôi. Cơm có gì à? Cơm em đấy. Ồ, mùi có gì thế nhỉ? Mùi tay. Mùi nước hoa. Bánh đi vui. Con bánh đi. Đắt hả? Ngon. Chè bé. Thóc lửa ăn tràn mà nói quá nổi. Mùi cá té. Mùi kì nằm kia. Cháu không hả? Đồ miên à? Ok rồi. Nè, tôi biết đấy à? Tôi bị mời nào. Mùi các cỏ em nhằm nhằm. Em không biết là mắm được không? Ừ, là mắm. Mắm. Hả mắm hải, nhưng mà cũng nên chậm được ạ. Hơi quá. Em nấu ít. Đâu? Cho anh ăn thế nào? Mẹ, thấy... mẹ không thích ăn nhiều ấy. Thấy mùi tay của Thủy ngon quá. Mùi như kiểu... Mùi lạc trưng. Lạc trưng à? Gì? Mùi người chưa có chồng. เลยมันง่ายเออเนาะง่ายสิพักสแลกอินมาหวานนี่บ่ตุ่นนะกระดองมาบ่งมันยังมันยังนะหายๆขมๆมาดิบ่คือบ่ไปนะขมแม่งมาบ่ดําเจ้าจะมาทําให้คนเดียวซะเด้อเดี๋ยวฉันสิบ่ฮอดเต็มแล้วเดี๋ยวๆเรื่องๆมันบ่ใบก็บ่จ่าเงินก็ได้จ่าบ่จ่ามันก็เสามันก็บ่ถ่ายหาแล้วเนาะมันสิติ้งหลายมันอืมก็นั่งนี่ปลายนึงเฮ็ดก็ของก็ใบนี่มันคงเฮ็ดบ่าเดี๋ยวมันจะหักเสียทําใบว่า เฮ้ยแกมันก็สั่งเลยนี่ประสานเด็กสั่งเบอร์ไอ้นี่มันกินตับอันเดียวกันนอนดูตับนะอือเอาพี่เขาเอาเจ็บแขวเจ็บแขวนอนดูกินน้ำไปทั้งเหลือตับนึงแต่เจ็บแขวเจอจะแน่นอนจ่อยตอนนี้เนาะอืมอย่าสนตั้งการ์ดเพื่อนกับเราเพื่อเพื่อนเสียบ้างอันนี้มีหากันเดียวจึงไปใช่ไหมอ่าเฮ้ย Đâu món cá của cô Thủy ra cho anh xem với nào. À cá to ở dưới kìa. Vâng. Đây. Gọi thế nhỉ? Ngon thế nhỉ? Ăn thử xem nào. Linh ăn không? Ngon. Đây. Vàng ngâm. Cá rán vẫn có vị một vị. Vị sang nghe của em đấy. Vị pha. Cái ấy nhỉ? Vị anh khụt. Cá anh khụt mà. Anh khụt tặng cho cô Thủy. Cái em cái gì nhỉ? Cái em gọi bà lên ăn cùng nhưng mà mẹ mí các bạn nên ăn cùng nhưng mà muốn ăn cá bình tôm thôi. Mẹ không ăn đâu. Cà phê mua cà phê thôi mà. Này khát nước quá anh em ạ. Khát cái này mà. Ấy, Linh ăn đấy, nướng đấy, ăn đấy. Hả? Kim chi, à hệ, chưa được ăn, chưa ăn thử à? Đâu đã ăn miếng nào đâu. Trời ơi, thế gì? Nếu mà ăn đồ nướng là phải có cái đấy. Hôm nay chị Linh của Tubi biết tìm phết đấy, biết mang đồ phết đấy. Như kiểu biết sẽ ăn đồ nướng chứ cái sao ấy. Ngon thế. Mày ăn đây. Nó có ấy, nó có mỡ. Ăn đi bà.
chín rồi, ở ngoài chín hết rồi. Ăn cái nào màu đen đã ăn hết rồi. Ừ, chín rồi. Bữa nay cái đấy chín trước rồi mới để đấy mà. Không, cái đấy nướng chín trước rồi mới để đấy cho nó nóng thôi. Ừ, lòng còn nhiều lắm. Ăn nhiệt tình vào nhá. Khói Linh ngồi xuống này, ngồi chuyển sang bên này cho nó đỡ khói này. Hay là kỹ nó rồi nhỉ? Rồi. Bánh bỏng đấy. Không phải nhà, không phải bánh bỏng mà là bỏng ngô chứ. Ôi giời, đây gì nhỉ? Ăn cái bỏng ngô trong bỏng bay đó. Bơ quỷ ngô với lại gạo. Ngô với gạo. Gạo bể ấy. Xong là mình trộn vào. Kiếm nào. Ôi như sao ăn xảy ra tay chân mà thật sự. Mưa đâu, chẳng có gọi. Wow, gì? Ăn cơm xong rồi các bạn ạ, bây giờ là nghỉ ăn chua nữa. Ăn chua xong rồi đi hái cà phê tiếp nhá. Lá chuối nhiều mà chặt đấy kìa. Bây giờ chặt đây. Đây đây sao đây, đây ra đây. Đấy, đây, thay lá chuối mới đi. Thay lá chuối mới. Đấy, hôm nay thì hái cho nhà mình thì có cô Thủy nha các bạn. Còn Linh với chị Hà thì mọi người thì đi hái gần đây thì ăn cơm thăm nhau thôi. Ôi, tụi bị sao ấy? Chua quá. Gầy răng lắm. Hết rồi. Mang về ăn. Chúng súp mì tôm mới ngon nhất. Ôi mình thiệt không ăn được. Đây ghế rằng lắm. Mời tất cả anh em ăn nhé, đây này. Ở y yên con nà thủy ngà bày bày kháo chu con này. Ôi chứng tỏ nó cũng mẩy phết nhỉ. Đợt này năm nay có chi chín là có khi ăn ngon đấy. Chín ngon nó không chua lắm này. Ui. Không hết đâu. Nhà thơm ấy. Của nhà thơm nó còn mẩy hơn cả cái này. Nó chín làm mà mẹ. Mẹ chua mà. Ngon. Chua lắm tôi bị không ăn được đâu. Nhiều thịt nhỉ. Cái này chỉ có pi hành nọ. Cái này mẹ này nấu với canh cũng ngon. Có gì xương đâu mà ngọt. Chua chua. Sốm nghe ngọt từ xương. Ờ, tụi bi này chua chua ngọt ngọt chứ. Đinh ở má bán đi Đinh. À, úi, ruột đắng lắm này. Có ăn được không? Phải bong cát đi. À, vậy ăn. Sao kín ăn nó quả, ăn quả khó quai gì ấy, quả gì ấy. Sừng trâu ấy. Ăn với quả, ăn với cả lá đu đủ này này. Lá đu đủ với ăn quả su su. Su su. Táo mèo. Lá táo mèo thì bê lá ngót chứ. Ừ, sản phẩm. Đi đi. Ở đâu ở đây Bắc mình không có nhỉ? Có mà hay bán nhiều. Rồi con mình... đây là con. Ngọt lắm bán. Cái đồ cần nước mắm này. Thì cũng chẳng là. Thì này có ăn đâu mà. Im cũng chẳng là thì. Cua. Ấy. Úi giời, cô Thủy này ăn được chua căng nhở. Hay là lại có tin vui rồi. Hay là chửa hoang nhỉ? Không có chồng mà có tin vui thì chửa hoang. Ủa ăn được à? Còn nhớ trong đêm bố trắng hay bố đen? Chảm bien ha, bên thân đường các bạn ai pi. Cắt cơn chứ. Đây nha, buổi sáng của nhà mình đây. Có mẹ con cô Thủy nữa với mình hái. Còn Tubi thì chỉ chơi thôi. Với mẹ Tubi thì lên trợ giúp một ít về cũng có việc ấy. Thì được bằng này. Chiều nữa bây giờ mình sẽ được này, vừa cân cho mẹ con của cô Thủy thì được gần 3 tạ nhỉ. Gần 3 tạ.
Em thì chở nó hơi yếu anh em ạ, chắc chở được 2 tải thôi. Anh em ở trong bản này chở được 3 tải như này luôn. Đây, chắc là phải đi 2 chuyến nữa. Để mình đã rồi. Chờ mình sẽ tổng kết cho anh em xem nhá, xem một ngày bình thường của anh em mua cà phê trên bản như thế nào nhá. Nhiều ấy. Thì tí nữa họ sẽ các nhà thu mua sẽ lên bác gác đấy, bác Khánh đây này. Ai à, sắp xong chưa bác Khánh? Sắp xong chưa? Sắp chở xong chưa? Đây bác Khánh này các bạn ạ. Đây cuốn đường của bác Khánh dốc lắm anh em ạ. Lần trước bác Khánh bị ngã ở đây một lần đúng không? Bác Khánh hôm nay chắc phải hơn tấn anh em. Sáng nay được 6 tải. Ở trên anh em mình cũng có nhiều người mua lắm, nên mình sẽ bán ở đây. Cho lên đấy à? Xem nào. 101. Tải nữa buổi sáng ngày hôm nay anh em ạ. Từ chỗ nương mình xuống chỗ mình bán cà phê ấy, tầm khoảng 2 cây. Buổi chiều ngày hôm nay anh em ạ, buổi sáng thì mình chở hết rồi. Để buổi chiều đây. Mấy tải ở trong kia nữa. Giờ mình sẽ chở 2 tải này về trước. Này. Trời nó sắp tối bao giờ đấy. Bây giờ là mọi người chở cà phê bắt đầu về nhiều lắm. Toàn ba gác thôi. Nhiều ấy. Nhà nào nhiều mới hết. Chuyến đầu tiên à? Hôm nay được mấy chuyến này? 2 chuyến này à? Xe này khỏe phết nhá. Khỏe
khỏe phết anh em ạ, xe của bác Phong ấy. Này mới lần chở được tấn không? Một tấn thoải mái à? Điện thật anh em ạ, và các em đỡ phải chở xe máy nhưng mình mệt. Mà mình lương của mình thì làm có tí, chỉ chở ấy thôi, chở bằng ấy thôi, bằng xe máy thôi. Lương nhà em Thịnh, nhà chúng mình sai cho anh em. Ui, nhưng mà quả nhỏ. Hơi bướng tí. Ôi giời, chị ẹ. Ôi giời. À, giờ đang về mầm đấy các bạn. Đây à, ngày hôm nay của mình đây còn à ờ, nhiều đấy. À, còn 4 tải đấy anh em ạ. Là vì là mình sẽ tính tổng xem hôm nay mình được bao nhiêu rồi. Có cả mình thì hái ít thôi. À chú Long à, nhiều thế, hôm nay được tấn không? Hôm nay được nhiều thế. Hôm nay được tầm 5 tạ. Hôm nay chú cả Nguyệt được 3 tạ. À 3 tạ thế cũng nhanh đấy. Muốn mình chú với Nguyệt à? À đi. Rồi. Mình lười anh em ạ, lười đi mang xuống dưới nhà kia, thôi mình để ở chỗ cùng bác Khánh này này. Bác Khánh đang tập kết ở đây này các bạn ạ. Tí nữa họ đến lấy tận nơi luôn bởi vì bác Khánh nhiều ơi. Thì cái này bác Khánh buổi sáng có chở đi không hay là chiều không cái này? Cả ngày bằng này à? Không, 5 người. À, có 5 người, nhà mình là 3 người đúng không? 2 tạ, 2 tạ rưỡi mà. À nhưng hôm nay hái được nhiều nhất là 2 tạ rưỡi. Đây anh em ạ. Nhiều nha. Lười tối quá rồi, lười mang xuống xuống dưới quán kia nên mình để cùng nhà và cùng bác Khánh luôn này. Bác Khánh nhiều ấy, tí nữa họ đến thu mua đây với mình ở đây, tí nữa để còn bốc vác với bác Khánh nữa. Có mỗi mình bác Khánh này, của bác Khánh thì được nhiều hơn, của bác Khánh chín hơn anh em ạ, lượng của bác Khánh chín hơn, anh em hái nó đạt công hơn đấy. Mọi người toàn được 2-3 tạ thôi một người hái ấy. Còn hai tải nhỏ này là của chú Dũng này. Đây mọi người đang đi về này. Bác Khánh này. Hết chưa bác Khánh? Hết rồi. Ui giời, sắp đổ rồi. Rồi. Ôi ôi. Sao nó xuống đây đâu cũng được mà. Vác qua cũng được cái gì đâu. Ờ nhưng mẹ ấy rồi. Anh em ạ, đây là đa số các em học sinh cấp 3 này, đi hái cà phê về rất là nhiều. Các em học. Ai nhỉ? À cô Tít à? À. Đâu hình như đi ông bằng ngoại sao ấy? À đi hái cà phê. Ai cô Tít đi hái cà phê về muộn thế nhỉ? Của Tít chú Dũng anh em ạ. Đấy. Các em học sinh cấp 3 ở đây ở ván bờ bán chú anh em ạ, thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy à, chủ nhật chứ. Chủ nhật cấp 3 thì không được nghỉ, thứ bảy. Chủ nhật đi hái cũng được phết, mọi người được 2-3 tạ thì 2 tạ thì cũng ngày 300-400 đấy chứ. Như thời mình thì không có mấy, không được đi làm thuê mấy, nhưng mà bây giờ thì cà phê cũng nhận là cũng tạo cả công ăn việc làm cho các em học sinh luôn, đi học bán chú thì cũng trang trải được bao nhiêu thứ anh em ạ. Đúng rồi, đi ăn sáng còn không có mà ăn đấy. Học sinh bây giờ đi một buổi thì có cơm thôi ăn ngay. Ở đoạn này có cái vòi nước bị vỡ ra ở đây anh em ạ, chả biết vòi nước của ai ấy, anh em ngã mầm ở đây. Sửa lại cho làm cho bao nhiêu em học sinh đi qua đây ngã thì sẽ
đây đá bịt đi. Đấy, giờ nó bay sang dưới này. Quên. Đây. Mọi người đến bán cà phê rất là đông đấy anh em nhé. Mình với bác Khánh chắc còn lâu mới đến được. Đó chị Hà ghi hộ một tí. Ghi ra ở ngoài nháp đi, xem nó bao nhiêu. Hai má đi. Ở tay nồi đấy. Cái này bao này, bao này nặng hơn đấy. Ờ, cái bao này mua ở chỗ đại lý bò ấy. Đại lý bò cái nặng hơn. Ờ. Vứt ở đấy ra tí nó xếp cùng. Tám ba. Năm mươi. Thôi thôi không. Cân rồi. Thôi cái đấy không phải cho đâu, cái đấy phải hơn 50 đấy. Bởi vì cái đấy họ tăng hay thế này. Ồ bao hòn cây gọi. À 99 nhá. 99 và 83 à chị à. Đấy bây giờ là của bác Khánh này, mới mệt này. Đấy bây giờ là cân bác anh em ạ. Xem bác Khánh này. Của cái này được phải hơn tấn nhỉ. Hơi bị tối. Nào. Lên nào. Cái nào điếng ta sóng nóng mát họ, mà kịch ngậu. Mà kịch ngậu. Lấy hơn đấy nhỉ? Nó không không. Nó phải lấy hơn tạ cái lên. Lấy bao nhẹ nhẹ thôi. Bao nhiêu cân? Nhiều. Đấy, 99. 99. Ok. Hay. Mà 99 nhá. 7 rồi. 99 là triệu 7 à? 7. Đúng sơ sơ là thế rồi. Nhìn nó để ý quá bóng khỏi sức chú tư đó vậy. Nó nữa kia để ý mà. Dạ, nó sẽ được bán hoa sẽ cắn rộng. Thế sao thích chữ của nước nữa. 71. 71 rồi. Ok. Xong anh em ạ, hôm nay là cà phê Bắc Khánh thì mình không biết, riêng cà phê của mình hôm nay là được bao nhiêu tạ? 563 cân anh em ạ. 563 cân nhân giá 1 cân là 17.300. Đấy. Nhân với giá 17,3 là ra hơn 9 triệu anh em ạ. 9.300.000. Đấy anh em nhá. Thế là một ngày hôm nay của mình là chưa chi chi phí gì cả, gọi là thu vào thì 9.300.000 anh em ạ, một ngày hái cà phê của mình. Đấy. Đấy anh em nhá. Đấy hôm qua thì cà phê của mình thì hái được bằng đấy các bạn ạ. Đấy mục đích của video của anh của mình chia sẻ thì không có ý gì đâu anh em nhá, chỉ chia sẻ thôi. Chứ không có ý này ý kia. Với cà phê của mình thì được ít thôi, mình làm ít mà mọi người. Đấy một cái ngày nằm mà cũng được 9 triệu như thế thì sướng quá. Mình thì làm ít đấy, họ mọi người mà có hỏi cà phê của mình năm nay được bao nhiêu, mình được 20 triệu thôi vì mình làm ít, hái có 2-3 hôm là hết thôi. Và anh em trong bản thì kinh tế chủ yếu là cà phê thì họ được nhiều rồi, bát ngát mà hái cả mấy tháng như thế luôn đấy anh em ạ. Với mục đích của mình làm video này thì mình chia sẻ với anh em một ít với mọi người thôi, là trên anh em mình ấy là từ khi trồng cây cà phê này là kinh tế của bà con khấm khá hẳn luôn anh em ạ. Từ đợt trước mình làm cái nhịp sống Tây Bắc anh em xem đấy thì trong bản mình chỉ có vài cái nhà sàn, à vài cái nhà xây thôi, mà bây giờ thì cái nhà sàn ấy toàn đếm trên đầu ngón tay thôi, ở bản nào cũng thế chứ không phải riêng bản mình đâu các bạn nhá. Cả xã, cả cái khu anh em mình trồng cà phê ấy. Và cái cây cà phê này là mọi người được đặt tên cho nó là cây xóa đói giảm nghèo anh em ạ. Vì cái cây này thì nó tác động trực tiếp đến đời sống của tất cả mọi người, kể cả nhà khá hộ khá giả này, nhà cận nghèo và nhà cực nghèo luôn. Tất cả ở vùng sâu vùng xa vùng khu này, nói chung là càng sâu càng xa thì vùng sâu vùng xa thì vẫn chịu tác động hết nha các bạn nhá. Mà trồng cái cà phê này thì nó nhanh thu, mình trồng nói chung là chi phí nó rất là rẻ nha mọi người. Mình mua từ một tải này, như xe chú Long này, một tải là mình về làm giống này, trồng được bao nhiêu luôn. Nói anh em ở trên vùng cao thì nói về nương thì
chắc ai cũng phải có ít hay nhiều mọi người ạ. Đấy, trồng 3 năm là có thu hoạch rồi. Nếu mà ở các vùng khác mà chưa trồng cà phê thì mọi người có thể lấy về trồng thử xem, biết đâu lại phù hợp, lại có nguồn thu ổn định như ở khu anh em mình. Cho trên anh em mình bây giờ để đi tìm những cái bản nào mà thật sự khó khăn, mà cả bản rồi những cái hộ nào mà giống như kiểu mấy anh em ở kênh anh em mà quay thiện nguyện ở trên Hà Giang hay là Yên Bái Yên Giác, cái khu mình là bây giờ là không có anh em ạ. May ra thì vào một bản thì có một hai hộ rồi. Mấy cái bản trước mình đi làm thiện nguyện, mình mới làm kênh Sống Tây Bắc ấy, bây giờ mấy hộ đấy là cũng khá giả ra hết rồi, chứ không khó khăn như ngày xưa nữa, bởi vì họ rất là nhiều ruộng đất luôn ấy ở khu đấy. Thì có thể là lúc đầu họ không làm được thì họ cho anh em ở dân ở trong khu mình vào thầu nhá mọi người nhé. Vào thầu rồi, ví dụ 1 ha thì 1 năm, 10 năm thì 100 triệu chẳng hạn, thì họ có chục ha hay bao nhiêu, mấy người quả đồi ấy thì sau hết năm thì hết hạn thì người cũng có vốn rồi, thì chỉ cần đầu tư phân vào đấy là hái thôi, có gì đâu. Với không có gì thì ví dụ ít thì mình cũng có thể đi làm thuê, ngay tận vùng sâu vùng xa, tận nơi không có điện, không có sóng điện thoại mà ở đấy người ta cũng trồng cà phê, thì mình mở mắt ra là mình có thể tìm được việc làm, đi làm thuê rồi. Như anh em nhìn thấy đây, một ngày mà hái nhanh cũng được 500-600 nghìn đúng không? Đấy. Đấy, mọi người mà mình thấy ở bên anh em cả bản cả gì có hơi khó khăn ấy, thì mọi người có thể thử trồng cây cà phê xem, biết đâu cũng hợp thổ nhưỡng. Vì Sơn La của mình mà hợp thì mình nghĩ là mấy cái tỉnh Tây Bắc thì chắc cũng hợp thôi. Đấy, bây giờ là mình cũng xin phép kết thúc video của mình ngay ở đây các bạn nhé. Mình xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn rất là nhiều.